bệnh truyền bệnh án thì ai cũng biết làm bệnh án rồi, cái đó thì tôi biết rồi, nhưng mà làm có hay hay không đó. Và các đi trình không phải là để chỉ để thi, mà sau này các anh chị ra trường mình nhiều khi được mà mời đi đi trình mà có cái bệnh án, mà bệnh án hoặc là các anh chị trong cái sự nghiệp của mình có lúc nào đó phải trình bệnh án, không phải là chỉ trình bằng PowerPoint đâu, mà viết một cái văn bản trình bệnh án sao mà chị nghe cho nó đọc lỗ tai và có thể giải quyết được vấn đề cho bệnh nhân. Thì hôm nay chúng ta làm cái bài này, nhưng mà tại vì tính là chỉ để dành cho các lớp năm 2, nhưng mà lớp chúng tôi cũng không biết là cái này nó là bài ngoại khóa, nó không có trong chương trình giảng dạy, cho nên tôi sợ sang năm được không biết có tổ chức được buổi này hay không. Chúng ta phải chờ các anh chị năm 1 thi, chờ thi xong rồi thì đầu óc nó hơi nặng đó, nhưng mà thôi kệ, nghe đỡ ha, chứ sang năm mình đâu có biết được tương lai nó sẽ như thế nào để mà làm cái buổi nữa. Thành ra hôm nay là toàn bộ năm 1, năm 2 nghe luôn nhé. Thì hôm nay cái phần này là sẽ bác sĩ Võ Hoài Nam sẽ là đã bỏ rất là nhiều công sức ra để làm cái bài này. Thì chúng ta nghe rồi chúng ta cùng thảo luận, có thể nó lố qua 12 giờ luôn cũng được, mà không sao, đã chịu khó ngồi tới giờ này thì làm luôn. Và bây giờ bác sĩ Nam đã sẵn sàng chưa? Có đóng góp ý kiến thì cũng mạnh dạn nha. Ví dụ như mình có thắc mắc hay là mình muốn trao đổi ý kiến, mà cái kinh nghiệm hay là cái thắc mắc gì của anh chị thì sau đó chúng ta cứ thảo luận thoải mái. Dạ, kính thưa cô Phương Thị Thích Anh cùng các anh chị, hiện tại tại cái laser pointer nó lấy nhầm á, cho nên em tạm thời đến đây em next slide, một số slide là lát có để đi xuống dưới để mời các anh chị phát biểu nữa. Tại vì hôm nay là buổi trao đổi thôi chứ không phải là buổi dạy, trao đổi thảo luận về cách làm bệnh án ung thư á. Nãy như cô cũng đã nói là với hai mục tiêu chính là trước mắt là cái tuần tới, một tuần tới nữa cho cái bệnh án thi của mình nó đạt cái chất lượng tốt á. Cái thứ hai là sau khi các anh chị tốt nghiệp xong thì các anh chị biết là làm rất nhiều bệnh án đúng không, thì để cho cái bệnh án ung thư mình nó hoàn thiện hơn, cho nên đó là cái mục đích của cái buổi hôm nay á. Đầu tiên á là em trước khi bắt đầu buổi này thì cái câu hỏi cần trả lời đầu tiên là tại sao phải nên làm một cái bệnh án đúng cách á. Tại vì nếu mà mình đâu có cái nhu cầu để làm bệnh án đúng cách thì mình cũng đâu có buổi hôm nay đâu. Thì nhìn chung lại á, để có buổi hôm nay á thì có ba lý do. Thứ nhất là tại vì nó bệnh án đúng cách nó giúp đảm bảo về cái mặt khoa học nè, nó đảm bảo về cái mặt pháp lý nè, nó đảm bảo về cái mặt thẩm mỹ nữa. Ví dụ như cái này thì nói thì có vẻ dễ hiểu, nhưng mà em biết là thế nào là đảm bảo về mặt khoa học á. Ví dụ là ủa hình như năm nay bạn thi đúng không? Không thi thì theo bạn biết cũng như là tại vì bạn cũng thực hành lâm sàng rồi thì mình mới hỏi là bệnh án đúng cách á, nó giúp lợi ích về mặt khoa học như thế nào á? Tại nó không thì đâu có thực hành buổi hôm nay. Tức là nó có lợi ích gì về mặt khoa học không? Nếu vậy thì mình đâu cần là bệnh án đúng cách. Còn nếu mà về mặt pháp lý thì sao? Bác sĩ Bích Liên nè, người khác tức là không phải cái em này thôi, là em người bên cạnh. Bác sĩ Bích Liên nói đi. Vậy nó nếu vậy thì đơn thuần về mặt khoa học thôi, chứ mình đâu có cần về pháp lý và thẩm mỹ đâu. Thì không biết là về mặt pháp lý nó có lợi ích gì cho mình. Thưa cô và các anh chị, thì nếu mà muốn đúng cách thì
mỗi một bệnh nhân thì mình cần phải có những cái thông tin, và nếu như mà mình không biết cách là để mà đưa truyền tải, cũng như là tại vì mỗi cái bệnh mình hỏi về cái lợi ích á, ví dụ như về mặt khoa học mà mình đúng cách giúp mình có được cái thông tin chính xác này, giúp mình được vấn đề của mình, giúp mình lựa chọn cái phương pháp điều trị chuyên môn hơn, chỉ tức là về lợi ích về mặt pháp lý có cần chuyên môn qua đâu cần đúng cách không? Tại bình thường một bệnh án thì có thể là trong một cái hồ sơ lưu trữ cũng có thể 5 năm, 10 năm, có khi đến 20 năm nếu mà bệnh nhân tử vong. Thì nếu mà mình làm đúng cái quy trình đó, thì khi mà được những cái cần phải gọi là xem lại á, thì thể hiện trong đó là mình có thể đầy đủ cái phần chuyên môn. Dạ, đúng rồi. Về mặt pháp lý á, còn về mặt thẩm mỹ nữa ha. Vậy thì các cái đây là cái mục đích cuối cùng để tại sao mình nên làm bệnh án đúng cách á, chứ nếu không mình học cái bài này làm gì, đúng không? Tại vì thứ nhất về mặt khoa học á, là mình sẽ khai thác được cái thông tin nó hiệu quả hơn so với lại việc mình khai thác nó không có khoa học, nó không có định hướng, nó không có phục vụ cho các vấn đề lâm sàng, thì mình khai thác hiệu quả như vậy. Đây khai thác hiệu quả là thế nào, là khai thác chúng ta đầy đủ có định hướng, chứ không thể cái nào cũng khai thác như vậy thì nó bị loãng. Khai thác các thông tin nó trở nên chính xác hơn, như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ có được một cái chẩn đoán nó chính xác nè. Như vậy là cái cơ sở để có một cái điều trị hiệu quả. Điều trị hiệu quả mục đích cuối cùng là chúng ta mong là cái kết cục của bệnh nhân có thể tốt hơn nè. Một cái lựa chọn điều trị nó phù hợp thì nó sẽ ít độc tính hơn, cũng như là nếu mà bệnh nhân có độc tính hơn, rõ ràng cái tuân thủ điều trị nó sẽ tốt hơn nhiều. Cuối cùng là về mặt khoa học thì đương nhiên là cái bệnh án là cái sản phẩm của chúng ta làm ra, thì nó cũng thể hiện được cái năng lực cũng như cái tính chuyên nghiệp của chúng ta về mặt khoa học, đúng không? Còn nếu về mặt pháp lý như chị Liên nãy nói thì cũng là đúng, có rất nhiều ý đúng. Bệnh án là cái bằng chứng về cả quá trình chẩn đoán và điều trị, cho nên ý chị nói là nó là cái cơ sở pháp lý. Khi mà chị cần xem lại về kiểm định về chuyên môn cũng như các vấn đề ngoài chuyên môn, đó là cái khi, cho nên khi mình làm đúng cách nó là cái vấn đề pháp lý để bảo vệ mình. Ngoài ra cuối cùng như cái bài này chẳng hạn, về mặt thẩm mỹ chẳng hạn, thì rõ ràng các anh chị sẽ thu hút về người đọc hay là người nghe lúc trình bệnh án. Giống như lúc mà mình trực nhiều á, mà cái bệnh án cũng như là cái chữ nó rất là khó đọc á, cho nên một cái lần trực thực sự rất là khó để nắm được các cái bệnh diễn tiến trước đó. Còn nếu mà các anh chị trình bày nó rõ ràng thì rõ ràng là mình tạo thiện cảm cho cái người đọc phía sau. Cho nên khi ví dụ trong lúc trực thì chúng ta cũng rất là dễ tra soát để khi mà thực hành lâm sàng chúng ta xử trí tiếp theo. Hoặc đối với các anh chị thạc sĩ đi chăng nữa thì rõ ràng các anh chị lúc mà lục hồ sơ là nghiên cứu đó, phải không? Có phải là đó một điểm cũng khó khăn đúng không? Cho nên khi mà có một cái hồ sơ đầy đủ rõ ràng thì rõ ràng các anh chị lấy số liệu cũng rất là dễ dàng so với lại một cái hồ sơ nó ít đầy đủ hơn. Đó là những cái mục đích. Vì vậy thì cái cấu trúc bệnh án này ai cũng biết, cho nên em cũng show ra cho mọi người luôn. Đó là từ các những thông tin hành chánh qua các phần cho đến phần tiên lượng. Như vậy thì trong đó có một số phần nổi bật, ví dụ như là phần khi mà chúng ta đến phần tóm tắt và chẩn đoán thì chúng ta sẽ có những cái chẩn đoán sơ bộ. Chẩn đoán sơ bộ là vì chúng ta không có chắc chắn cũng như chưa có xác định được cái chẩn đoán, thì rõ ràng chúng ta sẽ có đi kèm đấy là những cái chẩn đoán phân biệt, tức là những cái tình huống mà nó có thể giống như vậy, có biểu hiện giống như vậy. Cuối cùng chúng ta sẽ có những cái chẩn đoán xác định, dựa vào cái chẩn đoán xác định thì chúng ta mới xác định được cái hướng xử trí nó phù hợp hơn cho bệnh nhân. Vậy thì rõ ràng cái cấu trúc bệnh án này thì ai cũng biết, nhưng mà cái vấn đề khác là vậy thì tại sao cái bệnh án mình chưa có tốt á? Tại vì về mặt hình thức thì tại sao chưa có tốt, về mặt nội dung chưa tốt, thì rõ ràng cái cấu trúc bệnh án này ai cũng biết hết á. Vậy thì cái vấn đề nó ở đâu á? Cái vấn đề ở đâu thì đấy là phải hỏi mấy bạn nội trú mới được nè. Mấy bạn nội trú ngoài sao á hả? Ngoài sao gì đứng lên phát biểu hả? Tại vì thí dụ như bác sĩ Trinh đi, tại vì thật sự thì các cái thành phần bệnh án nè, bác sĩ Trinh nào cũng biết rồi. Bác sĩ Trinh làm sao mà không thuộc được mấy này, đúng không? Rõ ràng là các thành phần bệnh án, nhưng mà cái quan tâm của thí dụ lúc mấy bạn thi đi
là cái bệnh án cuối cùng, tức là cái sản phẩm, cái bệnh án cuối cùng, thì đó là cái bệnh án hoàn chỉnh. Nhưng mà các cái thành phần nó các cái thành phần nó bác sĩ Trinh biết rồi á, nhưng mà tại sao nó thí dụ bác sĩ Trinh dự kiến sắp tới mình điểm cao không, tức là thi bệnh án bác sĩ Trinh sẽ điểm cao không, tại vì bác sĩ Trinh hoàn toàn biết các cái thành phần của bệnh án đó nha. Nếu mà không cao thì lý do tại sao? Thưa anh, thì để mình có được cái sản phẩm cuối cùng thì mình phải biết cách sắp xếp những cái thứ tự của bệnh án theo những cái quy định, ví dụ như là về thời gian. Cái bệnh án đó phải sắp xếp theo khoảng thời gian bệnh nhân diễn tiến bệnh như thế nào, đã từng điều trị như gì, và cái hướng tiếp theo của mình. Thì đó, nó đi một chiều nè, bạn biết chiều luôn nè. Không thể nào bạn tóm tắt bệnh án rồi khám lâm sàng trước khi là bệnh sử với lý do nhập viện đúng không? Thì bạn cũng biết trình tự và cái thành phần luôn á. Thì tại sao nó bệnh án mình thực tế nó chưa được tốt á? Nè, bạn biết các danh sách thành phần này không? Y bác sĩ Trinh có biết nấu ăn không? Bác sĩ Trinh biết không? Không biết hả? Ủa sao kỳ hả? Bác sĩ Trinh biết là giờ anh cho danh sách các món ăn ở đây nè, đố bác sĩ Trinh nấu ra được món này không? Bác sĩ Trinh biết nấu ăn không? Vì tại sao từ cái danh sách các món ăn ở đây mà sao anh không có ra được cái món ăn vậy? Không, theo em nghĩ giờ thì thành món ăn là chắc trả lời được rồi đó. Cái này là danh sách các món ăn nè, hay các thành phần nè. Vậy bác sĩ Trang nấu ra món này nè. Em nghĩ là cái món có được hoàn chỉnh, hoàn thiện hay không? Thì ngoài mình biết cái công thức thì cái gọi là cái sự phối hợp hài hòa, gia giảm, là mình biết cái nào là trọng tâm, cái nào là gia vị, để cho nó hài hòa và nó đạt được mục đích cuối cùng là mình, ví dụ món ăn là mình ra được cái món ăn mà mình mong muốn, cho cái hương vị mà mình mong muốn, và cái bệnh án là mình nắm bắt được cái vấn đề của bệnh nhân và giải quyết được vấn đề đó, chứ không phải là cái gì mình cũng làm và mình đưa ra tràn lan và nó không có cái sự hài hòa và liên kết với nhau. Rồi ví dụ như anh sơ cho bác sĩ Trinh nè, ví dụ như Trinh rất là thuộc các cái thành phần của nó món ăn, nhưng mà do bạn Trinh này bạn đi chợ bạn cũng tiết kiệm á, thí dụ bắp như vậy nhưng mà bạn mua cái loại này nó cũng rẻ thôi, cà rốt thì cũng bạn cũng biết có nhưng mà bạn mua cà rốt này, thì em nghĩ em nấu ra được món này không? À, tức là bạn cũng biết các thành phần trong món ăn đúng không, rõ ràng bạn biết chứ, nhưng mà bạn mua các cái thành phần nó kém quá, thí dụ phần bệnh sử của bạn nó cũng ít thông tin quá, phần khai thác tiền căn cũng như phần khám bạn cũng ít quá, bạn dựa vào một thành phần nào đó thì khó lòng mà có thể ra được một cái bệnh án hoàn chỉnh đúng không? Tại sao nó hoàn chỉnh được? Rồi như vậy thì cái chất lượng thông tin của từng phần nó kém, tuy mình làm cũng đầy đủ đó, thường mình đâu có làm thiếu phần nào đó, nhưng mà chất lượng từng thành phần nó bị kém á, cho nên cái sản phẩm cuối cùng nó cũng không tốt. Mà thậm chí cả khi mà mình mua cái thí dụ bây giờ mình mua được cái sản phẩm đó rồi, mà cái phần bệnh sử này nè, mình ghi đến 2 trang lận, mình bỏ vô mình nấu liền luôn á, mình không có phân tích như bạn Trang nói á, cái gì mình cũng bỏ vô luôn, thậm chí là nguyên cái cũ mình bỏ vô luôn chứ mình đâu có phân tích ra đâu, cho nên mình cũng đâu có ra được cái vấn đề chính, cái nào quan trọng nhất cho bệnh nhân đâu, tại vì mình gom tất cả những gì người ta khai vô trong cái bệnh án thì hầu như nó sẽ không ra, hoặc thậm chí là mình dù mình có cắt nhỏ ra rồi á, mà mình cũng như bác sĩ Trinh nói á, mình cũng đâu có biết cách để nấu nướng nó đâu, mình cũng không có biết cách phân tích á, cho nên mình cũng không có biết cách giải quyết vấn đề á. Hoặc là cái này thật sự cũng là một món ăn á, cái này là bác sĩ Trinh nấu nè, hôm bữa là qua nhà bác sĩ Trinh, cái này thực tế là bác sĩ Trinh nấu nè, cũng thực tế cũng ra một món ăn á, nhưng mà nếu mà đói quá thì ăn cũng được, nhưng mà cái thẩm mỹ nó hơi kém đúng không, so với bên đây nó bị lép á, có nghĩa là nó cũng không quá đẹp, nó cũng không quá hiệu chỉnh á, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ á. Rồi như vậy thì các cái thông tin hành chính là cái phần đầu tiên á, thì trong đây nó có cái nhiều cái phần nhỏ. Thì từ cái phần nhỏ này nếu mà mình không hiểu á, thường mấy bác sĩ lâm sàng nói là điền lại cho có để cho nó đủ á, chứ tại nó cũng đâu có ý nghĩa gì nhiều đâu, vậy mình thử coi cái nó có ý nghĩa gì không ha. Họ tên với giới tính thì có ý nghĩa gì không bác sĩ Trang? Tên với giới tính thì thứ nhất là giúp mình xác định đúng là bệnh nhân, ví dụ như mình
làm cả một cái bệnh án đó, nhưng mà cuối cùng là sai bệnh nhân, dẫn đến là xác định vấn đề sai, điều trị sai, đó là cả một cái sai sót lớn. Vì vậy đây là một thông tin quan trọng. Giới tính thì nó sẽ bổ sung cho mình về ví dụ như về hello, chắc để mình nói luôn về phần họ tên á, ví dụ như là mình có lúc trình bày ở đây mình có nên lúc hiểu lúc thi mình có nên biết mất hay không, tại vấn đề đó nó cũng mang tính bảo mật cho bệnh nhân á, cái đó liên quan đến tính bảo mật. Cái thứ hai là bác sĩ Trang có góp ý là cái họ tên là rất là quan trọng, cái lần đầu tiên để xác định đúng không, để mình xác định đúng bệnh nhân đây, tại vì nếu mà có sự nhầm lẫn á, thì cái chẩn đoán và cái điều trị nó có thể gặp nhiều cái vấn đề về sau á. Về cái giới tính thì sao? Về cái giới tính á, thì nó có thể liên quan đến một số cái, ví dụ như bản thân cái giới tính cũng là cái yếu tố nguy cơ của một số bệnh ung thư, cũng như giới tính, ví dụ ta biết giới nam và giới nữ, cái yếu tố tâm lý trên một bệnh nhân chẩn đoán ung thư nó cũng khác nhau lắm á. Cái đó là vấn đề tâm lý đi kèm á. Cuối cùng là mình tư vấn được cái cách thức để bảo tồn chức năng sinh sản của người bệnh nữa. Đối với một người nam với một người nữ, cái cách tư vấn cũng như cái phương pháp chúng ta lựa chọn chức năng sinh sản, để chúng ta biết điều trị ung thư nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề về tình dục và sinh sản cho bệnh nhân. Về cái năm sinh thì sao? Có năm sinh nó có một số vấn đề là gì? Thứ nhất là nó là cái năm khai sinh, tức là khai sinh trên giấy tờ thôi. Cái khai sinh trên giấy tờ. Nếu mà đúng á, cái năm khai sinh á, thì thường bên nước ngoài người ta gọi cụ thể của nó sẽ là cái cụm niên lịch á. Là bác sĩ Trang lấy trên cái số năm sinh á, trừ cái năm hiện tại á, mình ra được cái tuổi niên lịch của bệnh nhân. Nhưng mà cái vấn đề là bác sĩ Trang có chắc là cái trường này là nó là cái tuổi thật của bệnh nhân không? Ví dụ bệnh nhân sinh trên giấy tờ của bệnh nhân nộp cho mình là 1950, thì nếu mà tuổi niên lịch thì sẽ là bao nhiêu? 73 tuổi. Bác sĩ Trang trừ ra được 73 tuổi thì ta mới gọi là tuổi niên lịch. Thì đến đây thì có lẽ là thường thực hành của mình đúng không? Nhưng mà thực tế thì có chắc đây là tuổi của bệnh nhân không? Nhiều lúc họ bị khai sinh cái ngày, cái năm nó bị chợ á, họ sinh trước rất là nhiều, hoặc là họ khai tăng cái số tuổi á, em nhiều lúc mình hỏi lại cái số tuổi để mình đánh giá thực sự cái tổng trạng cũng như là cái tuổi thật á, để mình quyết định cái điều kiện đấy. Rồi thì giờ cho tuổi thật thì chăng nữa, nhưng mà một khái niệm khác người ta cũng hay đề cập, đó là cái tuổi sinh học á. Ví dụ một bệnh nhân 70 tuổi á, nhiều lúc cái tổng trạng của bệnh nhân rất là tốt hơn so với một bệnh nhân 80 tuổi, mà rất kỳ lắm. Cho nên cái mà thực sự quyết định cái vấn đề chẩn đoán và điều trị ở nhiều lúc chúng ta phải tính đến cái chuyện là tuổi sinh học như này, nó liên quan đến cái sức khỏe và cái quyết định điều trị của người bệnh. Còn về địa chỉ thì khi mình khai thác mình cũng có được nhiều điều đúng không? Địa chỉ là mình thấy được cái vùng dân trí, nó không phản ánh hết nhưng mà mình gợi ý được nhiều lắm á. Về cái dân trí là về cái văn hóa là về cái khoảng cách thì có vấn đề gì quan trọng. Cái đợt mà điều trị mình sẽ cân nhắc đến cái vấn đề điều trị, ví dụ như cái điều trị mà cần cả bệnh nhân lên xuống liên tục thì mình phải cân nhắc đến vấn đề là bệnh bệnh nhân có cách nhà xa thì bệnh nhân có phân phụ cái mong không. Rồi vậy thì nó có thể là nó liên quan là ví dụ bây giờ ngoại khoa hoặc xạ trị, đó là những cái đợt có thể là điều trị nó ngắn hạn thôi. Ví dụ bây giờ bên khoa nội thì bệnh nhân lại tính là giảm như một thành cấp là bệnh hoàn tính, điều trị là điều trị kéo dài. Nếu bệnh nhân mà sống nhiều năm, nhiều tháng thì rõ ràng cái khoảng cách này là vấn đề bệnh nhân có tuân thủ điều trị hay không. Nhiều lúc mình chọn liên quan đến cái loại phác đồ này, đúng không? Hoặc là liên quan đến sự tuân thủ của người bệnh đó. Rồi, ngoài ra là về nghề nghiệp thì thường anh thấy là trong cái bệnh án, thậm chí mấy bạn nội trú hay trình trình đó là nghề nghiệp nghỉ hưu là nghề nghiệp gì đó. Cái bệnh án mình hay trình là nghề nghiệp nghỉ hưu. Thường mình thấy hay ghi là nghề nghiệp nghỉ hưu á, thì ý là khi mình ghi như vậy là cái thông tin mình có được sẽ là cái gì á? Thưa cô, các bạn, thì khi mà mình khai thác ghi nghề nghỉ hưu thì chỉ biết được bệnh nhân đã không còn trong một tuổi lao động nữa thôi, chứ không khai thác được cái tiền sử dụng bệnh nhân làm nghề gì được. Nên khai thác về cái nghề nghiệp trước đây của bệnh nhân để có ảnh hưởng đến cái các
Do thường mình thấy mấy anh chị hay ghi là nghề nghiệp nghỉ hưu á, nhưng mà mình cũng không hiểu ý là muốn nói gì. Thì thực ra mình nên khai thác cái nghề nghiệp cụ thể trước đó với những mục đích như thế này. Như nãy anh có trả lời là anh xét được cái yếu tố nguy cơ ung thư, thậm chí là ung thư này rồi nó vẫn có thể nguy cơ những ung thư khác đối với cùng một yếu tố, đó là để mình cân nhắc. Cái thứ hai nó phản ánh được nhiều lắm á, ví dụ như nó phản ánh được cả cái dân trí và tài chính á. Ví dụ một bệnh nhân này chỉ làm nông thôi, thì rõ ràng cái cách tiếp cận, cách giải thích bệnh cũng như là cái chiến lược điều trị nó thể khác so với một người làm giáo viên hoặc là một người làm bác sĩ chẳng hạn. Nó rất là khác á, thực sự trên lúc mình tiếp cận rõ ràng nó rất là khác á, thậm chí là cái nguyện vọng nữa, nguyện vọng ở đây còn khác nữa. Ví dụ một nghề làm giáo viên mà nếu mà bị vướng thanh quản hoặc là ung thư thanh quản đi, cái vấn đề bảo tồn ở đây nó rất là quan trọng nè, so với một cái nghề khác đó. Về mảng y tế thì các bạn biết đây là cái định danh chuẩn để chúng ta có thể tra cứu thông tin nè, cũng tìm các cái thông tin trên online, trên hệ thống của bệnh viện, cũng như là chúng ta đối chứng thông tin là có phải là thông tin như bệnh nhân chúng ta đang nói hay không. Thời điểm đây là thời điểm đến khám nó cũng phản ánh nhiều cái. Ví dụ như bệnh nhân đến khám trong giờ hành chánh nó sẽ rất khác với bệnh nhân được khám và nhập viện ngoài giờ hành chánh. Nó còn khác nữa nếu bệnh nhân ngoài giờ hành chánh, có thể là bệnh nhân đang đến trong tình trạng cấp cứu nè, rõ ràng có một vấn đề gì đó rất là cấp khiến bệnh nhân phải đến và ngoài giờ hành chánh. Ngoài ra cái thời gian nhập viện cho đến thời gian mà các bạn làm bệnh án hay các bạn thi, rõ ràng nó còn phản ánh thời gian nằm viện của bệnh nhân. Bệnh nhân mới nằm viện một tuần nó khác khi bệnh nhân đã nằm viện 3 tháng rồi, nó rất là khác, đúng không? Cái laser này nó rồi tiếp đi, coi chừng không được giờ. Dạ không phải, nó không. Phần thứ hai là chúng ta có cái phần lý do đến khám. Thì các anh chị biết là cái chip complaint rồi, cái này thì quen thuộc rồi. Đây là cái định nghĩa của than phiền chính. Tại đôi lúc chúng ta chọn cái triệu chứng mà chúng ta để vô cái phần này nó bị nhầm á, cho nên cũng nhắc lại là cái than phiền chính. Thứ nhất phải là cái than phiền của chính người bệnh cái này, chứ không phải là cái tình trạng mà chúng ta thấy mà là cái than phiền của người bệnh. Cái thứ hai nó phải là chính nè, tại bệnh nhân có thể nhiều cái than phiền, cho nên chúng ta thường có thể chọn cái không chính lên là không đúng, nó phải là than phiền chính. Cái than phiền ở đây có thể là bất kỳ cái triệu chứng hoặc là cái tình trạng nào, cái vấn đề nào mà bệnh nhân cảm thấy bất thường với bệnh nhân mà cái lý do đó khiến họ đến cái cơ sở y tế của chúng ta để gặp và hiện tại để thăm khám, thì cái đó mới gọi là than phiền chính, thì mới là lý do cái để được đưa vào đây. Rồi về mặt bệnh sử thì rõ ràng là chúng ta có nhiều cái mốc. Thứ nhất là triệu chứng khi mới khởi phát nè, các triệu chứng thay đổi trong quá trình chúng ta làm bệnh sử chúng ta cũng ghi nhận, đúng không? Các cái xét nghiệm tuyến trước về xét nghiệm chẩn đoán và điều trị chúng ta đều phải nên được ghi nhận. Ví dụ như bệnh nhân được đến khám phòng khám ung bướu tiếp nhận ban đầu thôi thì chúng ta có thể ghi nhận được những thông tin ban đầu, sau đó bệnh nhân làm xét nghiệm rồi mới đến khoa của chúng ta. Vậy câu hỏi là nếu mà bây giờ bệnh sử thì nên từ khoảng thời gian nào đến khoảng thời gian nào các anh chị? Tại vì nó có rất nhiều cái sự kiện đã diễn ra trước khi các anh chị đến gặp bệnh nhân để thi rồi. Vậy cái nào mình nên đưa vào cái bệnh sử đây? Ví dụ Mạnh chẳng hạn nè, Mạnh đi được 2 khoa đúng không? Vậy thì bệnh sử em sẽ tính từ thời điểm nào đến thời điểm nào? Em nghĩ là bệnh sử thì có thể bắt đầu từ cái lúc bệnh nhân khởi phát cái triệu chứng đến cái lúc mà đến tiếp cận với mình. Vậy là bạn Mạnh nói là từ khi khởi phát triệu chứng luôn cho đến khi là gặp cái chúng ta thăm khám bệnh nhân và làm bệnh án, thì tất cả những cái đó liên quan đến bệnh chúng ta sẽ đưa nó vào bệnh sử hết. Tức là tất cả các sự kiện từ khi mà bệnh nhân xuất hiện cái triệu chứng đầu tiên chúng ta nghĩ có liên quan đến bệnh cho đến cái thời điểm hiện tại mà chúng ta thăm khám, thì tất cả nó sẽ nằm trong phần bệnh sử.
Rồi vậy là đó là cái định nghĩa của bệnh sử. Như vậy thì nãy như bác sĩ Trinh nói, ngoài cái thông tin của bệnh sử thì bác sĩ Trinh còn lưu ý là cái cách trình bày. Ví dụ như các sự kiện này nó rất là dài, như vậy thì mình nên trình bày theo một chiều á, tức là những sự chiều và thêm một trục thời gian. Có nghĩa là mình không thể nào mình đang đi cái tự nhiên mình dòng lại rồi sau đó mình lại đi tiếp. Nó rất là khó theo dõi khi mình trình bày. Như vậy thì cái thông tin mình nên sắp theo dạng một chiều nè. À, mình nên trình bày theo cái trục thời gian, cái nào diễn ra trước, cái nào diễn ra kế tiếp cho đến thời điểm mà chúng ta thăm khám. Như vậy thì cái mục đích đó cuối cùng là để chúng ta dễ nắm bắt cũng như ta thấy được cái diễn tiến của bệnh á, và cũng như ta thấy được cái sự đáp ứng với điều trị. Với cái đó mới là cái mục đích y khoa quan trọng, ngoài cái việc là chúng ta dễ nghe, dễ nắm bắt. Rồi, vậy thì tất cả ở đây nãy nhấn mạnh lại tại đôi lúc các anh chị xét nghiệm, các anh chị tách ra phần lâm sàng thì chúng ta để trước, mà phần xét nghiệm đã làm rồi, thậm chí giải phẫu bệnh chẳng hạn, các anh chị để sau, giống như là cái bệnh án vậy đó. Nhưng mà cái đó là không đúng, tại vì thực tế nó nằm trong bệnh sử mà. Như vậy thì tất cả đây là bao hàm luôn những cái triệu chứng than phiền của người bệnh, các cái xét nghiệm mà bệnh nhân đã từng thực hiện, các cái chẩn đoán trước đó mà bệnh nhân đã được chẩn đoán, cũng như là các cái điều trị can thiệp trước đó, trước khi bệnh nhân gặp chúng ta, thì tất cả những cái này sẽ nằm trong phần bệnh sử. Cái đó là cái điểm lưu ý. Thì dĩ nhiên phần bệnh sử triệu chứng chúng ta sẽ là hỏi bệnh, rồi bệnh nhân sẽ thuật lại cho chúng ta. Về xét nghiệm thì dĩ nhiên là tin cậy hơn ở đây, chúng ta nên có những cái phim xét nghiệm hoặc là những cái hình ảnh học, thậm chí là những cái phim quan trọng mà nó giúp cho cái chẩn đoán và cái điều trị cái đợt bệnh này của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ ghi nhận và trình bày những cái thông tin này trong cái phần bệnh sử. Về cái chẩn đoán thì đương nhiên là cái nguồn thông tin ưu tiên chúng ta sẽ là những cái nguồn thông tin tin cậy rồi. Ví dụ như những cái tóm tắt bệnh án của những cái tuyến trước, hay là những cái giấy chuyển viện. Đôi lúc chúng ta có những cái giấy chuyển tuyến, đôi lúc bệnh nhân cũng không đem theo luôn, quên đem theo. Thì rõ ràng chúng ta còn cái toa thuốc mà. Tại trong cái toa thuốc vẫn có cái thông tin tên cũng như là chẩn đoán cũng như cái thuốc điều trị của bệnh nhân nữa. Thì cuối cùng nếu mà không có gì thì chúng ta mới dùng cái lời khai thôi. Chứ nhiều người nói là thường là bệnh nhân khai là được điều trị cái này, trong khi mình đã khảo sát những cái thông tin khác chưa, có cái nào nó khách quan và nó khoa học hơn hay không. Khi nào mà không có thì mình mới dùng đến những cái thông tin phía sau ha. Rồi, vậy thì trong đó rõ ràng trong bệnh sử có thể là các cái hình ảnh của sang thương chẳng hạn. Ví dụ như bệnh nhân đã được chẩn đoán chụp hình trước mổ chẳng hạn. Thì đây, khi mà mình chẩn đoán, mình đưa cái hình đó thì rõ ràng là bệnh nhân rất nhiều lát cắt, mà không thể nào mà chúng ta lấy tất cả các cái... chúng ta lấy tất cả các cái hình của bệnh nhân lên đây được. Như vậy thì chúng ta sẽ quyết định ta chọn những cái lát cắt nào mà có cái sang thương mà các anh chị muốn trình bày á, cái bệnh chính của bệnh nhân lần này á, các anh chị chọn cái lát cắt điển hình nhất các anh chị show lên đây. Ví dụ như mình chọn cái lát này để mình show lên. Nhưng mà show lên rồi thật sự nếu mà không có mũi tên này, các anh chị thật sự cũng khó định danh là cái tổn thương nó ở đâu á. Cho nên mình cũng không, thật sự cũng không biết mà mình đang nói cái gì hết. Thì lúc thí dụ trong quá trình mình thi, mình có thể mình để sẵn mũi tên ở đây để chỉ sang thương, và cái sang thương này đang chỉ cái gì thì có thể là mình sẽ ghi chú bên đây thì người ta hiểu là mình đang muốn nói cái điều gì đó. Rồi ví dụ như lát cắt này là như vậy, nhưng mà mình thấy lát cắt khác nó có một cái thông tin khác, một cái vấn đề khác điển hình thì mình để thêm, mình ghi các cái vấn đề thâm nhiễm mỡ nó liên quan, nó có thể là dự đoán được cái giai đoạn bệnh, cái mức độ xâm lớn của vướng chẳng hạn, chứ mình không trình bày hết tất cả. Còn ví dụ khi mà các anh chị trong bệnh sử mà dạng như tường trình phẫu thuật hoặc là phiếu bệnh phẩm sau mổ đó, đây cũng là những cái thông tin rất là quan trọng để mình coi thực tế là trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân đã được làm gì và cái nhận xét đại thể, cái đánh giá của bác sĩ ngoại khoa ra như thế nào. Đôi lúc nó cũng góp phần vào trong những chẩn đoán giai đoạn bệnh, cũng như là cái phiếu giải phẫu bệnh sau mổ. Rồi đối với trong bệnh sử, nếu mà bệnh nhân mổ rồi thì rõ ràng là nếu mà các anh chị chứng kiến được thì rõ ràng là mình có được cái giải phẫu bệnh, mình có được cái hình ảnh của mô bệnh phẩm ở đây nè, là chúng ta chụp. Thì chúng ta chụp nếu được thì các anh chị có thể chú thích các cái cấu trúc cũng như là các cái tổn thương, cái này nó tương ứng với cái phim CT hồi nãy cho nó rõ ràng hơn chẳng hạn. Rồi về phần tỳ căn nói chung thì tỳ căn thì cũng như như các anh chị thấy ở đây cũng là nội ngoại khoa cũng như sản phụ khoa và uống bướu nói chung. Về thói quen thì thường là có hai thói quen chính được khai thác là cũng hút thuốc lá và rượu bia, nhưng mà thường chỉ nói là có thói quen hút thuốc lá thôi, cho nên nó không có, nó có cái giá trị lắm. Ví dụ như các anh chị phải quy đổi qua số gói năm á để mình coi được cái mức độ hút như thế nào, tại vì một gói năm thì nó cũng rất khác với 30 gói năm, 50 gói năm, cho nên mình định lượng được
cái nguy cơ. Cái thứ hai là liên quan đến bệnh nền. Ví dụ một ca ung thư phổi rồi chỉ hút thuốc lá một gói năm, nó khác với một ca hút thuốc lá 30 gói năm. Có thể nó liên quan đến cái tỷ lệ tình trạng đột biến hay không. Cái thứ hai là nó liên quan đến các bệnh kèm theo để các anh chị lựa chọn cái liệu pháp điều trị á, nguy cơ phẫu thuật có cao hay không thì nó lại rất quan trọng đấy, là cái số gói năm này cũng như là cái đơn rượu bia, đơn vị cồn. Còn ngoài ra về các anh chị hay khai thác về gia đình á, thì gia đình này á, các chị thường có cái hội chứng di truyền hoặc là gia đình này có tiền ca ung thư thôi mà không có cái hội chứng nào á, thì thường á mình chỉ nói là gia đình là có người này bị cái kia, thì các anh chị trả lời là ai bị trong gia đình đúng không? Các anh chị trả lời là thực ra phải là bệnh gì mới đúng, mình khai thác cụ thể bệnh gì chứ ung thư thì quá nhiều ung thư. Các anh chị nói là có gì ruột bị ung thư nhưng mà không biết là ung thư gì thì cũng khó, mình nên hỏi kỹ từ bao giờ là còn quan trọng nữa. Tại vì nếu một người này ung, thí dụ người gì đó bị, chị đã bị ung thư đại tràng chẳng hạn, nếu người này 60 tuổi mới bị, nó khác với một người 20 tuổi đã bị ung thư đại tràng. Tức là cái người thân mà mình khai thác á, mình nên hỏi là từ khi nào và sau đó họ có được điều trị gì hay không, thì cũng là cái thông tin nó rất là hữu ích. Thường ở đây á, là ý mình để ở đây á, là mình quan trọng nhất hai đối tượng. Thứ nhất đây là bệnh nhân đó, chúng ta quan tâm đến các đối tượng trực hệ của bệnh nhân. Cái đối tượng này rất là quan trọng. Trực hệ có nghĩa là liên quan trực tiếp đến bệnh nhân. Ví dụ như là cha mẹ được tính là trực hệ, anh chị em ruột được tính là trực hệ. Đây là các người thân rất quan trọng. Cái thứ hai khi mà nó cắt ra một bậc nữa thì quan hệ bậc 2 thôi. Các người thân quan hệ bậc 2, ví dụ như dì, chú này nọ, thì mình nên xác định đây là bậc mấy đối bệnh nhân. Tại vì nó khá là quan trọng trong cái hội chứng di truyền nói chung. À, về khám lâm sàng ấy, thì thực tế trong cái phần khám, ví dụ lúc mình thi ấy, khám lâm sàng là cái thời điểm hiện tại, lúc thời điểm mà các anh chị tiếp cận, các anh chị khám thì nó sẽ nằm trong cái phần khám lâm sàng. Phần khám lâm sàng dĩ nhiên nó trải dài qua ba cái. Thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá được tổng trạng của người bệnh nè. Tổng trạng thì chúng ta nên dùng cái yếu tố định lượng cho nó rõ hơn á. Một số các anh chị kia là tổng trạng tốt, tổng trạng rất là kém, tổng trạng vừa vừa. Thực ra mình có hai điểm đó mà sao mình không dùng cho nó dễ. Bây giờ vừa là không biết cỡ nào á, thì mình nói y cốc máy hoặc là KBS máy luôn đúng không? Rồi thứ hai là mình đánh giá được cái cơ quan đích. Thì cái này các anh chị phải coi lại cái cách khám của từng cơ quan. Nhưng mà về mặt ung thư nói chung thì chúng ta cũng đi qua là thứ nhất là yếu tố T, cái yếu tố N cũng như yếu tố M. Về yếu tố T á, trong quá trình thăm khám thì đương nhiên là chúng ta sẽ cố gắng thăm toán nó, thăm khám nó toàn diện và nó chính xác. Nhưng mà yếu tố T nếu được á, chúng ta có thể chụp hình cái sang thương bướu đó của bệnh nhân. Nếu cái sang thương đó chúng ta có thể quan sát rõ và chúng ta có thể chụp được và chúng ta xin phép của người bệnh, thì chúng ta chụp cái sang thương này nó sẽ rất là rõ và trực quan. Nếu không được thì chúng ta, nếu những sang thương kính thì chắc gì chúng ta chụp được, thì nhưng mà chúng ta định khu được nó ở đâu dựa trên hình ảnh học, thì đôi lúc chúng ta cũng có thể cái hình vẽ với một cái chú thích. Ví dụ như chúng ta tránh là ghi là bú vú trái, nó không có đủ thông tin. Ví dụ như là lét bền lưỡi trái, nó chỉ có nhiều đó đây thông tin thôi, vậy là không đủ. Ngoài ra yếu tố N thì cũng tương tự như trên, và chúng ta sẽ coi là các kỹ năng khám hạch nói chung. Yếu tố M nó cũng quan trọng vì nó thay đổi đến cái giai đoạn và cái bệnh lý điều trị. Về cái khám bệnh thì chắc các anh chị coi lại nó quan trọng quá. Riêng về phần chụp hình thì ở đây em cũng đi nhanh qua. Mục đích của việc chụp hình các sang thương á, nếu được á, mình có cần chụp hình không? Ví dụ theo em nè, có cần chụp hình sang thương của theo em nếu mà được chụp hình á, thì chụp hình thì mình đánh giá thì sang thương chính xác hơn. Còn thì mình vẽ thì mình vẽ thì người khác cũng không có một hình được. Chụp hình để làm gì? Dạ, chuẩn bị bệnh án mà mình báo cáo online gì đó thì em nghĩ là chụp hình để người ta tưởng tượng rõ hơn. Còn trong cái bệnh án dày của mình, thường thường là mình vẽ chứ không có bỏ hình của nó được. Về lâu về dài thì để làm gì? Dạ, mình có thể theo dõi. Về lâu về dài mình theo dõi quá thể sáng tư nó tiến triển như thế nào. Nó dám đáp ứng. Đây là một số mục đích để tại sao chúng ta có thể chụp, nên chụp hình nếu được.
rõ ràng nó là cái hình ảnh trực quan nãy như bác sĩ Mạnh cũng có nói, nó sẽ rất là trực quan và chi tiết hơn là cái hình ảnh vẽ minh họa rồi, hơn là nhiều lúc chúng ta chỉ mô tả bằng lời nói đơn thuần có vài chữ thôi. Rõ ràng cái thông tin nó đem lại rất là ít, khi mà người khác nhìn vô thì rõ ràng cũng không thể nào tưởng tượng được cái sang thương trước đó như thế nào chẳng hạn. Về lâu dài á, nãy như cô Tiến Anh cũng nói, thực ra nó cũng là cái tư liệu để mấy bạn học tập chứ, cái tư liệu để giảng dạy. Thầy Linh có hay những cái sang thương bướu để trình cho các bạn học viên, nhiều lúc các bạn chưa thấy cái sang thương đó bao giờ thì qua cái hình ảnh các bạn lại thấy được cái sang thương đó. Nãy như bác sĩ Mạnh nói thì có thể là để hội chẩn chuyên môn, có thể hội chẩn online hoặc nhiều lúc mình làm bài báo cáo khoa học, đúng không? Rồi về thi cử, nhiều lúc đó là cái bằng chứng khách quan nhất của cái sang thương của bệnh của mình đang thi. Ngoài ra bạn double check á, nếu mà bác sĩ Mạnh chụp hình á là mình vừa quan sát bằng mắt thường, nhiều lúc bác sĩ Mạnh sẽ mở cái hình đó lên zoom ra zoom lại để coi lại sang thương đó, cho nên là mình check đến hai lần lượt, mình sẽ tránh bỏ sót cái đặc điểm bất thường khi mà mình quan sát bằng mắt thôi. Thời gian vừa ít đúng không, bạn không có thể nào mà coi chi tiết được. Khi mà chụp cái hình rồi, thật ra mình có thể phóng to thu nhỏ, bạn sẽ quan sát thêm và mình tránh được bỏ sót sang thương á. Ngoài ra reject lại là như vậy nè, ý của reject là nếu ban đầu bạn đã quan sát bằng mắt, sau đó bác sĩ Mạnh double check lại lần hai, nhưng mà sau đó một thời gian cái sang thương nó vẫn thay đổi, mà nhiều lúc là cái chẩn đoán đúng phía sau nó mới xuất hiện được. Lúc đầu có thể là do mình chưa có nhiều kinh nghiệm, hoặc là nhiều lúc là lúc đầu mình nghĩ nhiều nhất là bệnh này, sau đó về sau mình mới có một cái chẩn đoán xác định. Vậy thì dựa vào cái hình ảnh ban đầu, mình sẽ khảo sát lại coi là mình coi lại cái bệnh lý đó, là có nghĩa là mình rút kinh nghiệm được cho bản thân của mình nữa, để khi tiếp cận từ những cái ban đầu nhiều lúc nó là mình lần sau mình chẩn đoán chính xác hơn nữa. Còn nếu cần chụp ảnh thì rõ ràng cũng phải chụp cho nó đúng cách. Ví dụ về phía bệnh nhân á thì nó có một số cái nguyên lý như sau. Thứ nhất là bệnh nhân nó đã được giải thích về cái mục đích của việc chụp ảnh rồi. Thứ nhất là bệnh nhân phải được giải thích điều này. Bệnh nhân cũng giải thích là cái cách trình bày chụp ảnh nó được che đúng cái quy tắc y khoa chưa. Rồi bản thân là bệnh nhân có được cái chấp thuận về cái việc chụp ảnh hay chưa. Hoặc thậm chí là bệnh nhân có thể từ chối. Nếu bệnh nhân từ chối thì rõ ràng chúng ta không thể nào thực hiện được cái quá trình chụp ảnh. Rồi về một số nguyên tắc về nhân viên y tế thôi, chúng ta phải hiểu rõ và chúng ta tuân thủ cái mục đích của cái việc chụp ảnh bệnh nhân, tại cái này cũng khá quan trọng á. Một số anh chị có thể chia sẻ cái thông tin trên mạng nữa, cho nên mình càng phải làm đúng cái nguyên tắc chụp hình cũng như là chia sẻ cái thông tin bệnh án của bệnh nhân á. Mặc dù mình biết nó là vì mục đích khoa học á, nhưng nếu mình làm không đúng cách thì nó cũng có nhiều cái phiền á. Cũng như là xác nhận sự đồng ý của bệnh nhân, chúng ta tôn trọng quyền từ chối. Bệnh nhân từ chối bên nào mà chúng ta khó chịu, hay là chúng ta phải tôn trọng quyền từ chối của bệnh nhân. Cuối cùng là chúng ta bảo mật cái thông tin cho bệnh nhân. Các cái hình ảnh thì nó có một số lưu ý như thế này. Chúng ta nếu mà các sang thương đó, chúng ta có thể tránh vùng mặt nếu mà sang thương nó không thuộc vùng này, tại vì chúng ta liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cho người bệnh mà. Đôi khi chúng ta che lại cái đôi mắt nếu mà sang thương thuộc vùng mặt. Ngoài ra khi mà chụp hình đó, nó sẽ có những cái thông tin của bệnh nhân ở trên cái phim chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tránh phơi bày cái thông tin định danh cái đó trên cái phim ảnh để chúng ta bảo mật cái thông tin cho bệnh nhân. Ngoài ra nếu mà giữa bệnh nhân có nhiều sang thương cùng loại thì sao, cho nên ta ngồi ta chụp hết nhiều sang thương trên nhiều vị trí thì rõ ràng chúng ta chỉ có thể chọn những cái hình ảnh rõ nét mà nó điển hình nhất mà chúng ta đang muốn trình bày đối với lại cái bệnh đó. Nhưng mà bệnh nhân có nhiều sang thương thì nhiều loại sang thương thì dĩ nhiên là chúng ta không thể nào mà show ra hết nhiều hình ảnh. Vậy chúng ta sẽ chụp những cái hình mà nó có nhiều sang thương nhất trên cùng một cái hình. Vậy thì khi mà chúng ta trình bày ra nó sẽ rất là giá trị, tại vì một cái hình nó thể hiện được nhiều thứ. Ngoài ra nếu mà sang thương các chị có thay đổi, tại vì đôi lúc là 3 đến 7 ngày từ ngày khám bệnh cho đến ngày thi á, cái sang thương hoặc là cái diễn tiến bệnh nó có cái khác đi á, các anh chị nếu mà có quan sát hoặc là có chụp lại á, mình cũng thấy được cái trình tự diễn tiến của cái sang thương á. Cuối cùng là khi mà chụp sang thương xong á, các anh chị này cũng giống như hình ảnh nãy mình show, các anh chị nhớ đánh dấu cái sang thương đó để định khu cho cái người nghe mình biết sang thương ở đâu. Ví dụ trên đây là một số cái hình ảnh được chụp hình cái sang thương ha, được che lại để bảo mật cái thông tin của bệnh nhân. Ngoài ra là những cái sang thương bướu, chúng ta chọn những cái hình ảnh nó rõ nét cái loại sang thương mà chúng ta đang giống như lúc mình thi á, chọn nha. Ngoài đây ở đây còn rất là kỹ nè, còn khoanh tròn và để cả cái thước cái bên nữa, mục đích là để thấy được cái tương quan về kích thước của cái sang thương.
Ngoài ra khi chúng ta zoom như vậy thì lúc ta cảm giác là nó quá to, nhưng mà thực ra khi mà chụp kế bên kế trước thì chúng ta đo được chính xác cái kích thước thật của sang thương. Đây là các cái hình ảnh mà khi mà chúng ta làm định án rõ ràng hoàn toàn chúng ta có thể chụp được cái thông tin để trình bày trong cái định án thi. Ví dụ như bệnh nhân có loét lưỡi hay không, bệnh nhân có viêm niêm mạc miệng hay không trong quá trình hóa trị chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân có bị các phản ứng da máu hay không khi đang sử dụng các thuốc vi chẳng hạn. Thường là chúng ta nói mà chúng ta không có chụp. Còn rõ ràng những cái thông tin này rõ ràng rất là dễ chụp trên khi mà chúng ta tiếp cận bệnh nhân. Cuối cùng á, nếu mà cái hình ảnh chụp là vậy nhưng mà rõ ràng đâu phải lúc nào ta cũng chụp được đâu. Ví dụ như hình ảnh sang thương nó ở sâu, nó nằm ở trong bạn chẳng hạn, chúng ta đâu có thể chụp hình đâu. Cho nên chúng ta sẽ chọn cái cách ở đây, chúng ta chọn cái hình ảnh nó mang giải phẫu, nó cần minh họa ha. Sau đó chúng ta sẽ minh họa lên cái hình ảnh. Ví dụ như chúng ta sẽ đánh dấu khoanh vùng, hoặc là ta chú giải, và chúng ta ghi kèm các cái thông tin kế bên. Ví dụ như ung thư đại tràng là sao chúng ta chụp hình được nếu bệnh nhân chưa mổ. Thì rõ ràng chúng ta sẽ chọn được cái hình ung đại tràng theo cái cấu trúc giải phẫu như thế này, và chúng ta đánh dấu vị trí bướu ở đâu. Rõ ràng trên hình này đã đến hai sang thương rồi. Nếu mà không có thì chúng ta miêu tả rất là khó, nhưng mà khi có đánh dấu gì thực ra rất là dễ. Một cái ngay đại tràng sigma, một cái ngay gốc gan ở đây, đúng không, là chúng ta rất là dễ mường tượng luôn. Ngoài ra nhiều lúc chúng ta khám hạch nó rất nhiều cái khối hạch, cũng như nhiều ở nhiều vùng khác nhau của hạch cổ, thì rõ ràng chỉ với cái hình này chúng ta có thể miêu tả được cái vị trí của hạch rất là dễ dàng. Ngoài ra còn cái ung thư vú nữa, rõ ràng là trên cái những cái lá cắt chúng ta có thể hiện được là thứ nhất là kích thước bướu, cái thứ hai là cái mức độ xâm lấn của bướu nè. Tùy theo mức độ xâm lấn thì cái xếp giai đoạn T nó khác nhau, hoặc là bướu bị loét ra. Ngoài ra nói chung cái hình ảnh này các bạn có thấy quen không? Cái hình ảnh này chắc bác sĩ Trinh thấy quen quá đúng không? Tại vì đây cũng là cái hình ảnh thực tế được ứng dụng tại khoa xạ trị phụ khoa để vẽ các cái tổn thương, để giúp chúng ta định vị nhanh các cái tính chất nào là thứ nhất là vị trí của tổn thương nè, nó ở phần cổ tử cung hay nó có lan đến âm đạo, hay nó có đánh giá lan đến chu cung hay chưa. Ngoài ra nó còn có thể hiện được cái kích thước, và ba cái kích thước của bướu nè, có thể là chiều rộng, chiều dài và chiều cao của khối bướu. Cuối cùng là thể hiện cái mức độ lan rộng của khối bướu. Nhìn vào đây là qua những lá cắt này chúng ta mường tượng cũng khá rõ cái tính chất của cái sang thương. Đã được thực tế ứng dụng tại khoa xạ trị phụ khoa. Phần tiếp theo là phần rất là quan trọng, đó là tóm tắt lại bệnh án để chúng ta đưa ra những cái chẩn đoán nó phù hợp. Tóm tắt bệnh án thì đôi lúc nó quá nhiều thông tin á, thì chúng ta sẽ chọn là những thông tin nó quan trọng để cái mục đích nó phục vụ để chẩn đoán và định hướng điều trị của cái bệnh này mà. Về chẩn đoán thì rõ ràng nó sẽ thường hai phần, thường mình sẽ bỏ qua bệnh nền. Thường đi thi kiểu như là tại chuyên khoa ung thư cho nên thường mình sẽ bỏ qua bệnh nền hết. Mà thực tế, nhưng mà trên thực tế đó là cái bệnh nền nó ảnh hưởng đến cái quyết định điều trị của mình nhiều lắm. Ví dụ như nó liên quan đến cái tổng trạng, liên quan đến cái việc mà lựa chọn điều trị cũng như là cái loại thuốc cho bệnh nhân á. Bệnh nhân quá nhiều bệnh nền hoặc là dễ bị những cái tác dụng phụ á, cái phác đồ mình đôi lúc nó rất là khác biệt á. Cho nên cái chẩn đoán ý mình muốn nói là cái chẩn đoán bệnh nền này nó cũng rất là quan trọng. Cái cuối cùng là các thành tố khi mà mình chẩn đoán là ung thư đầy đủ á, nó sẽ gồm như thế này. Thứ nhất là nó sẽ có cái thông tin của cái cơ quan mang bướu là gì. Cái thứ hai là nó nên có cái bản chất bướu. Cái thứ ba là nó giai đoạn bệnh. Giai đoạn bệnh thì có thể là trước mổ, giai đoạn bệnh sau mổ, hoặc là sau khi tân hỗ trợ. Cuối cùng là có những cái bệnh chúng ta sẽ kèm thêm cái phân nhóm sinh học hoặc cái phân nhóm phân tử. Phân nhóm sinh học ở đây ví dụ trong ung thư vú chẳng hạn. Chúng ta biết có những cái phân nhóm sinh học như nhóm hợp 2, nhóm luminal, hoặc là trong những phân nhóm phân tử ở đây nó rất là quan trọng, ví dụ trong ung thư phổi không tế bào nhỏ chẳng hạn. Tại vì có đột biến ECA thì nó hoàn toàn khác so với là nhóm không có đột biến đích nào cả. Nó giúp chúng ta lựa chọn cái điều trị và cái tiên lượng nó khác nhau đó. Rồi từ những cái đó thì chúng ta mới thấy được các vấn đề chính. Tại vì những cái đó thì sẽ xuất hiện, tại vì bệnh nhân có thể biết là có rất nhiều vấn đề chờ mấy bạn giải quyết á. Các bạn có thể rất là nôn nóng giải quyết hết, nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng có thể giải quyết những vấn đề chính yếu nhất của bệnh nhân tại cái thời điểm đó. Như vậy thì tại thời điểm hiện tại, chúng có một số lưu ý là thường chúng ta sẽ không nêu lại cái vấn đề cũ để bàn luận. Tại vấn đề cũ thì thực tế nó đã diễn ra rồi. Bây giờ các bạn nêu lại thì nó cũng không có thay đổi được cái điều gì. Còn các cái vấn đề
hiện tại cũng như cái vấn đề sắp đến là cái mình cần để giải quyết. Cho nên mình sẽ tập trung vào những cái vấn đề hiện tại ha. Các vấn đề ở đây là thường là cái vấn đề chính yếu, tại vì thường mình sẽ nhiều lúc nêu ra đến 6 vấn đề, nhiều lúc nó không cần thiết á. Mình chỉ nêu ra các vấn đề chính yếu là các vấn đề quan trọng cần được giải quyết trước tiên của bệnh nhân. Thì vấn đề nó có thể rơi vào các cái mục, ví dụ như bệnh nhân này vấn đề nó ở chẩn đoán, hoặc là bệnh nhân này có một cái chẩn đoán rõ rồi thì nó có thể rơi vào vấn đề là điều trị tiếp theo của bệnh nhân là gì. Mà nếu thậm chí nhiều lúc bệnh nhân đã điều trị rồi thì vấn đề nó sẽ rơi vào cái vấn đề là theo dõi cái chiến lược sau, theo dõi sau điều trị nó như thế nào. Vì tùy cái ca lâm sàng, cái vấn đề chính nó có thể rất là khác nhau. Thậm chí là tùy từng thời điểm thì cái vấn đề bệnh nhân nó cũng đã khác nhau rồi. Về hướng xử trí nói chung á, thì tùy vào cái từng cái vấn đề cụ thể nãy như mình nói thì cũng sẽ có cái hướng xử trí. Ví dụ như nếu mà vấn đề của bệnh nhân, lúc các bạn thi, cái vấn đề của bệnh nhân ở vấn đề chẩn đoán, thì rõ ràng chúng ta sẽ đi làm rõ cái vấn đề này. Ví dụ bệnh nhân có cần làm thêm xét nghiệm gì hay không, tại vấn đề là chẩn đoán chưa có hoặc chưa rõ, mục đích là để ta làm rõ cái chẩn đoán nó ra. Ví dụ như cơ quan mang bướu chưa rõ, bản chất bướu chưa rõ, hoặc là giai đoạn bệnh cũng chưa rõ, thì chúng ta sẽ đi xác định cái giải quyết cái vấn đề đó. Nếu mà vấn đề chẩn đoán chúng ta rõ thì thường chúng ta sẽ tiến đến là cái vấn đề điều trị tiếp theo là cái gì. Thì điều trị chúng ta sẽ đi giải quyết các vấn đề này. Ví dụ như là chúng ta lựa chọn điều trị nào chúng ta chứng minh là phù hợp nhất cho bệnh nhân đó, chứ chưa nhiều chưa phải là cái điều trị tối ưu nhất, nhưng mà cái đây là cái phù hợp và cái thích hợp nhất cho cái tình huống lâm sàng đó. Ngoài ra là chúng ta có tiên đoán trước những cái đáp ứng cũng như cái độc tính của cái điều trị mà chúng ta chọn hay không, để chúng ta có cái chiến lược chúng ta dự phòng nó thích hợp hơn. Nếu mà sau đó các vấn đề theo dõi sau điều trị thì chúng ta sẽ nêu rõ, phải đi làm rõ là cái kế hoạch theo dõi như thế nào. Tại vì đây là vấn đề thì sẽ là cái kế hoạch theo dõi cụ thể. Ví dụ chúng ta theo dõi bằng phương tiện gì, tần số bao nhiêu, cũng như là chúng ta sẽ trả lời cái tiên lượng kết cục của bệnh nhân này như thế nào. Về cái hướng xử trí nói chung á, thì trong nếu mà vấn đề chúng ta về hướng xử trí thì chúng ta có một số câu hỏi. Ví dụ như vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta lựa chọn, bây giờ đây là một số cái để chúng ta lựa chọn. Ví dụ như cái liệu pháp điều trị đó nó có khả thi để mà mình có thể nghĩ đến hoặc là mình cân nhắc hay không. Có nghĩa là nhiều lúc nó đâu có trên thực hành lâm sàng đâu sao bạn chọn, cho nên bạn đâu có cơ hội để cân nhắc điều đó. Ngoài ra cái lựa chọn nó có tối ưu nhất cho ung thư ở giai đoạn này hay không, tức là về bằng chứng y khoa nó có phải là cái điều trị tốt nhất hiện tại hay không. Cuối cùng là cái liệu pháp đó nó có phù hợp với bệnh nhân hay không. Tại lúc nó phù hợp về mặt kinh tế, nó phù hợp về mặt sở thích, nó phù hợp về nhiều yếu tố khác nữa. Như vậy thì cái sơ đồ này quanh quẩn cũng là 3 yếu tố khả thi, tối ưu nhất và phù hợp nhất cho bệnh nhân. Nếu mà cái sơ đồ này thì mình sẽ không có quen thuộc lắm đúng không? Nhưng mà cái sơ đồ này thì chúng ta lại thấy quen thuộc. Đó là cái sơ đồ của evidence base đúng không? Nếu mà quay khả thi tức là chúng ta coi cái cơ sở y tế của chúng ta có cái liệu pháp điều trị đó hay không. À, phù hợp nhất cho bệnh nhân tức là ta đang cân nhắc yếu tố của người bệnh chứ gì nữa, để cho phù hợp nhất cho người bệnh. Cuối cùng tối ưu nhất cái này là chúng ta dựa trên bằng chứng của y văn chứ gì nữa. Thì cái evidence base nếu mà thực tế á, nếu mà thường mấy chị hay nói về nghiên cứu á, nhưng mà thực tế cái y học chứng cứ á, nó chỉ là cái phần nhỏ giao giữa ba cái này thôi. Nếu mà các anh chị thậm chí thiên về cái này cũng không gọi là evidence base. Nếu mà các anh chị lấy từ cái bằng chứng nghiên cứu gốc ở đây ấy, các anh chị cũng không thể gọi là cái evidence base, mà nó chỉ là khi nó thỏa mãn, nó dung hòa cả ba cái mới gọi là cái điểm này hơi hay bị hiểu nhầm á. Tưởng là evidence base nó liên quan đến bằng chứng y khoa, nhưng mà bằng chứng y khoa chỉ là một trong ba cái thành tố làm nên cái y học chứng cứ ha. Như vậy thì khi mà phân tích thì chúng ta cứ phân tích theo ba cái yếu tố này. Ví dụ cơ sở y tế thì tức là thực hành lâm, cái yếu tố thực hành lâm sàng chứ gì nữa. Tại vì yếu tố này các anh chị cũng biết là nó thay đổi theo không gian, nó thay đổi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Vì lúc giữa các khoa phòng nó cũng đã thay đổi nhiều rồi đó. Nó thay đổi theo thời gian nữa. Năm nay nó chưa khả thi nhưng mà năm sau nó khả thi, hoặc là cái thuốc nó sẽ phát triển theo thời gian chẳng hạn, và thậm chí nó thay đổi theo cái chính sách cũng như là cái bảo hiểm của một quốc gia nữa. Về bệnh nhân thì có nhiều yếu tố để các chị cân nhắc, thường các chị cũng đã biết. Ví dụ nãy như mình đã nói, cái tổng trạng bệnh nền, cái này còn quan trọng nữa. Nếu không có tài chính thì bệnh nhân cũng đâu có thể lựa chọn được cái phương pháp đó. Cuối cùng là cái sở thích và cái gia đình của người bệnh. Về bằng chứng y khoa, cái này cũng là một cái điểm nó cũng còn trở ngại khi mà khi tìm bằng chứng. Chắc
cho nên mình cũng có nói sơ về vấn đề này. Ví dụ như bằng chứng, ví dụ như các anh chị sẽ thắc mắc là các anh chị giờ tìm ở đâu bây giờ? Bằng chứng y khoa thì biết, nhưng mà tìm ở đâu? Rồi, nên mà nếu mà biết một số cái nguồn tin cậy rồi, nhưng mà các anh chị sẽ tìm cái gì trên đó bây giờ? Các anh chị tìm trên đối tượng nào bây giờ? Các anh chị tìm các cái phương pháp can thiệp nào? Rồi tại sao tìm thì như vậy, nhưng mà tại sao cuối cùng các anh chị lại chọn cái đó là cả một vấn đề khác? Cho nên lát cũng có những cái bài minh họa để làm rõ thêm vấn đề này. Ví dụ như ở đâu, mình trước mắt mình có tóm lại một số ý. Ví dụ ở đâu thì rõ ràng như các anh chị đã biết, chúng ta sẽ khởi đầu từ các cái guideline, từ một số cái hiệp hội uy tín chẳng hạn. Ngoài ra chúng ta có thể có một số cái trang web khác để chúng ta có thể tra cứu. Cuối cùng, mục đích cuối cùng chúng ta cũng để quay lại cái nghiên cứu gốc, các cái khuyến cáo đó thôi. Cái nghiên cứu gốc thì các anh chị biết rồi, đó là những cái RCT, thường là pha 3 lớn, những cái định hình, cái thực hành lâm sàng của chúng ta. Cuối cùng, đôi lúc chúng ta sẽ sử dụng cái real world trial hay là real world data ở đây. Đó là cái vấn đề. Về mặt cái gì ở đây thì rõ ràng là chúng ta sẽ quay để xác định là cái gì, thì các yếu tố này giúp chúng ta xác định rồi. Ví dụ chúng ta dựa vào cơ quan gì đang bị bệnh, đúng không? Loại mô bệnh học, ví dụ giờ em nói loại sạch cơm đi, thì chúng ta rất là quan tâm đến cái giải phẫu bệnh, cái mô bệnh học, cái phác đồ điều trị nó sẽ rất là khác. Cái giai đoạn bệnh, cái phân nhóm sinh học này có nói. Nếu mà về đối tượng thì sao? Đối tượng đó, cái điều quan trọng của chúng ta ở đây á, khi mà các anh chị có được nghiên cứu gốc, các anh chị sẽ biết được cái dân số nghiên cứu của cái nghiên cứu gốc nó là gì. Nhưng mà cái điểm quan trọng hơn là liệu cái bệnh nhân mà mình đang trình á, nó có nằm trong giống như cái dân số nghiên cứu gốc hay không. Tại thường nó không có giống, nhưng mà chúng ta cứ đem ra để chúng ta lấy cái kết luận của nghiên cứu đó để chúng ta áp vô. Nhưng mà trên thực tế nếu mà coi là cái đặc điểm của bệnh nhân á, thì nó lại không giống với cái nghiên cứu gốc. Cho nên cái chuyện nó chúng ta ngoại suy ra nó bị sai, nó không có đúng á. Cho nên chúng ta phải tra cứu là thật sự nó có giống với lại cái đối tượng để nghiên cứu hay không, trước khi chúng ta muốn lấy kết luận của nghiên cứu đó chúng ta áp vô cho bệnh nhân. Lúc nào cho nên cũng có câu là liệu có phù hợp không, liệu có phù hợp với cái tình huống mà mình đang trình hay không á. Cuối cùng là chúng ta trên một cái nghiên cứu đó, các anh chị cũng muốn là chúng ta theo dõi, tức là các anh chị sẽ phân tích cái gì, đúng không? Rồi các anh chị thường chỉ theo dõi đơn thuần thôi, sẽ đối đầu với lại có điều trị mới hay không, hoặc là điều trị mới có thường sẽ đối đầu với lại cái điều trị chuẩn hiện tại hay không. Đó là những cái mình quan tâm khi chúng ta đọc trong cái phần nghiên cứu gốc này. Và đây là cách thiết kế thì cũng có những cái kết cục của nghiên cứu, ví dụ như là có những cái kết cục, kết điểm nào được chọn. Và thường có hai cái, nó có ý nghĩa làm thống kê hay không, đôi lúc có ý nghĩa thống kê mà không có ý nghĩa lâm sàng. Tại thường các nghiên cứu dương tính người ta nói là có ý nghĩa thống kê, có nghĩa là nó khác biệt, có ý nghĩa thống kê nghĩa là nó có khác biệt, nhưng mà nó chưa đủ là một cái bằng chứng để chúng ta lựa chọn để chúng ta là thực hành lâm sàng. Nếu mà khác biệt có ý nghĩa thống kê, nó bản chất là hai cái nhánh điều trị có khác biệt. Nhưng mà nếu mà nó không khác biệt ý nghĩa lâm sàng, ví dụ nó giúp cho người bệnh cải thiện thêm khoảng 2-4 tuần BFS cho một cái liệu pháp có thể một tháng có thể 80 triệu chẳng hạn, thì rõ ràng nó không có quá ý nghĩa lâm sàng. Thiệt sự là nó có kéo hơn vì nó có các bệnh thống kê mà, nhưng mà ý nghĩa lâm sàng của nó kéo thêm 2-4 tuần cho một cái lựa chọn điều trị mới, thì rõ ràng nó không có phù hợp về mặt lâm sàng lắm. Còn về tại sao, tức là cái chuyện này bước cuối cùng chúng ta giải thích là tại sao khi chúng ta lựa chọn yếu tố đó, sau khi chúng ta xem qua y văn thì rõ ràng là chúng ta đã biết được, ta bóc ra được lợi ích của nó là gì, chúng ta biết được cái can thiệp đó nguy cơ là gì, thì chúng ta cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, chúng ta dựa trên mức độ tin cậy và mức độ tin cậy. Đó là cái tổng quát chung khi chúng ta tiếp cận cái bằng chứng y văn. Thì cuối cùng là chúng ta thấy là nếu mà chúng ta rơi vào cái nhóm này thì chắc bác sĩ Mạnh mừng lắm, đúng không? Tại vì vừa có ba cái đúng là chứng cứ y khoa liền, nhưng mà nếu mà nó không rơi vô cái này thì sao? Thường nó không có rơi vô này á, thường nó bị lỡ. Ví dụ như bệnh nhân thì thích điều trị như vậy, chứng cứ y văn thì cái này cũng tốt nhất á, nhưng mà cơ sở thực hành đâu có đâu. Hoặc là nhiều lúc bệnh nhân thì muốn thế này, cơ sở thực hành thì có cái đó, nhưng mà bằng chứng y văn đâu phải là cái tốt nhất đâu. Thường nó lại rơi vào những cái ngoài rìa, chứ nếu mà nó chuẩn quá thì đỡ quá rồi. Thường là bằng chứng y văn cũng tốt nhất, cơ sở thực hành cũng có, nhưng bệnh nhân đâu có thích điều trị vậy đâu. Nó đâu có.
Rồi, như vậy nếu mà nó rơi ra ngoài á, thực ra người ta cũng đã có cái tên đi, ta gọi nó luôn rồi. Ví dụ như nếu mà nó bệnh nhân cũng thích như thế, mà cơ sở thực hành cũng có gì rõ ràng, nhưng mà chưa chắc nó là cái tối ưu, thì cái này hoặc là nhiều lúc nó bị trống, nó không có cái nghiên cứu đi chứng minh nó tối ưu, thì chúng ta đang điều trị trên kinh nghiệm á. Chúng ta đang điều trị trên kinh nghiệm, có nghĩa là giữa bệnh nhân cũng như là cái cơ sở thực hành và thầy thuốc, thiếu đi cái tối ưu ở đây. Đôi lúc vẫn có, tại vì đâu phải thế nào bằng chính chúng ta cũng dồi dào đâu. Khi mà bệnh nhân cũng muốn, y văn cũng muốn mà cơ sở thực hành không có, các anh chị chọn ở đây rõ ràng là nó không phù hợp rồi. Cơ sở thực hành các anh chị đâu có đâu, mà các anh chị vẫn chọn yếu tố này, rõ ràng mình đang thực hành nó không phục, tức không có thực tế, nó không có thực tế. Vậy cuối cùng là cơ sở thực hành cũng có mà bệnh nhân cũng có, vậy là các anh chị là rất là máy móc. Các anh chị bỏ qua cái nguyện vọng, cái lựa chọn của bệnh nhân. Cơ sở tôi thực hành như vậy là chuẩn, cái y văn thế này là tốt nhất. Nhưng mà mình đâu có cần quan tâm đến bệnh nhân đâu, mình chỉ máy móc mình áp vô thôi. Đó là cái ý nghĩa của nó. Cái này một cái slide nhỏ để em thêm vô thôi, để mình nói cái xu hướng của cái thực hành y học của chúng ta nó thay đổi nhiều lắm á. Nếu như trước đây chúng ta chỉ dựa vào, thường là chỉ triệu chứng và hội chứng thôi, sau đó hiện tại chúng ta dựa vào rất nhiều cái nghiên cứu lâm sàng, tại vì lúc nào chúng ta cũng báo cáo nghiên cứu lâm sàng thì chúng ta đang ở thời điểm này nè. Ngoài ra trong tương lai á, nó sẽ vấn đề là ở dạng cái lưu đồ để chúng ta hướng dẫn. Sở dĩ đạt được điều đó là bởi vì trước đây á, đối với triệu chứng không á, chúng ta sẽ gọi là cái y học truyền thống, giữa cái triệu chứng mà chúng ta quan sát thấy và cái điều trị. Sau hiện tại chúng ta dựa trên những cái nghiên cứu lâm sàng, bởi vì chúng ta đang thực hành thì y học chứng cứ. Nãy như em đã nói, cái chứng cứ nó là một trong ba cái thành tố quan trọng chúng ta thực hiện thì y học chứng cứ. Sở dĩ mà tương lai chúng ta có thể thực hiện xây dựng được cái lưu đồ để chúng ta quyết định điều chọn được, cả giống như là cây quyết định điều trị á, bởi vì chúng ta có một cái đó là y học chính xác. Y học chính xác, nhưng mà các anh chị tin ý ở đây là nó đã lan đến cái phần hiện tại rồi. Thực sự nó cũng có chứ phải không? Trong một số bệnh như ung thư vú hay là ung thư phổi, nó đã lan đến đây đến đây rồi. Ví dụ như các ung thư điều trị chính xác này, nó giúp cái gì? Nó giúp chúng ta phân tầng cũng như là lựa chọn cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân chính xác hơn. Từng phân nhóm nhỏ nhỏ nhỏ, từng phân nhóm nguy cơ nhỏ nhỏ nhỏ, thì chúng ta tiếp tục lưu đồ chẩn đoán và quyết định điều trị. Về quan điểm thực hành y khoa này là cái cuối cùng trong cái bài trình hôm nay. Thì là về quan điểm có thường á, chúng ta sẽ đặt cái cũ là chúng ta đặt nhân viên y tế làm trung tâm đấy, đúng không? Thực ra nhưng mà cái quan điểm thực tại là chúng ta sẽ dựa trên bệnh nhân là chủ yếu. Ví dụ chúng ta chăm sóc cá thể hóa người bệnh không, là cách chúng ta đang đặt bệnh nhân làm trung tâm chứ gì nữa. Chúng ta có động viên và hỗ trợ về bản thân của bệnh nhân hay không? Chúng ta chăm sóc phối hợp với lại nhiều đa chuyên khoa khác nhau, chúng ta cải thiện cái tổng trạng hơn là chúng ta chỉ chạy theo cái việc là cái bệnh lý gốc ác tính của người bệnh. Chúng ta quan tâm đến cái sức khỏe và cái phòng ngừa của thân nhân bệnh nhân á, chứ không phải chỉ liên quan đến người bệnh hay không. Như vậy cái thực sự nó có dễ dàng hay không? Thực sự nó có một số cái khó khăn như sau. Thứ nhất là cái nguồn lực và cái nhân lực chúng ta cũng bị giới hạn thôi, đặc biệt là trong bối cảnh các nước đang phát triển nữa. Thứ hai là cái nhân viên y tế chúng ta thường cũng ngại thay đổi, đúng không? Ngại thay đổi cái cách tiếp cận. Cái thứ ba là dĩ nhiên cái chính sách, nếu mà nó còn nhiều trở ngại, nó không có hỗ trợ thì cũng là một cái gánh nặng. Ngoài ra cái công việc chúng ta cũng không có cái gì hứng thú lắm, chúng ta cũng không có nào mà có cái đam mê để chúng ta cải thiện được. Còn nhưng mà nói như vậy cũng không đúng. Như vậy nó cũng có nhiều cái điểm mà ưu điểm giúp chúng ta có thể thực hiện được nó. Ví dụ như cái việc chính sách nó có trở nên hỗ trợ hơn cho cái thực hành lâm sàng hay không. Cái môi trường làm việc nó cũng rất là quan trọng, nó rất là tích cực. Cái giao tiếp và cái thấu cảm của người bệnh cũng đóng vai trò. Cuối cùng đây là một yếu tố mà các cái nhân viên y tế như chúng ta hiểu được cái vai trò của chúng ta thì chúng ta sẽ góp phần chăm sóc dựa trên cái đấy bệnh nhân mà trung tâm ha. Về cái niên lượng thì cái này em nghĩ các anh chị biết rồi. Hình như năm trước có bộ môn có trình một cái phần về TNM ở đây. Thì các cái tiên lượng tùy vào từng cái loại giai đoạn bệnh, chúng ta sẽ tiên lượng cái kết cục nó phù hợp. Ví dụ M1 thường chúng ta quan tâm đến OS và BFS, nó khác với cái chuyện là tình huống M0. Vì khi tiên lượng thì rõ ràng nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ở đây. Em có liệt kê một cái gì giai đoạn bệnh khác nhau, mô bệnh học cũng đã khác nhau rồi.
rác mô hồng, ví dụ trong ung thư vú hoặc là ung thư tiết tiền liệt chẳng hạn, các cái phân nhóm sinh học, phân nhóm phân tử nay như em trình bày trong ung thư phổi chẳng hạn, cái tổng trạng của người bệnh đây là các yếu tố lâm sàng như là các cái bệnh nền kèm theo, từng cái cụ thể các anh chị phải tra trong đây thôi chứ chúng ta không thể liệt kê từng cái cụ thể. Còn cái phần tiên lượng này á, cái nãy là tiên lượng về mặt truyền thống á, nó cũng không có gì quá khác biệt nhiều đâu, nhưng mà tiên lượng tức là bây giờ các anh chị dùng cái gì để tiên lượng và thể hiện cái gì trên cái bài, ví dụ cái bài thi chẳng hạn, thường các anh chị thể hiện bản và biểu đồ sống còn theo gia đình mình. Cái này hầu như dùng được đa số trong các cái loại ung thư, cái này hầu như các anh chị cũng biết. Nhưng mà nếu mà có một cái bước gì nó tiến hơn nữa thì có một số lựa chọn, ví dụ như các anh chị dùng cái thuật toán theo nguy cơ này, có nghĩa là bắt đầu nó cá thể hóa người bệnh đó, nó áp dụng khi các anh chị nhập các cái thông số gọi là cái input của bệnh nhân cụ thể của chúng ta vô cái thuật toán đó, chúng ta sẽ ra ra cái chỉ số nó cụ thể, nó phản ánh được cái tiên lượng cụ thể của người bệnh, ví dụ nha, trong ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt chẳng hạn. Về cái đặc điểm sinh học phân tử nãy như em nói, này là thuật toán nguy cơ thường dựa trên các yếu tố lâm sàng nói chung ngoài và mô bệnh học, ngoài ra đi sâu về mặt phân tử, ví dụ ung thư không tế, ung thư phổi không tế bào nhỏ chẳng hạn, từ cái nhóm phân tử nó có tiên lượng khác nhau. Ngoài ra có một cái em nghĩ nó cũng không quá xa lạ, cái đó là cái tên em sau khi chúng ta điều trị tâm hỗ trợ, sau khi điều trị tâm hỗ trợ nó là một cái vai trò rất là quan trọng, là tùy vào cái mức độ đáp ứng sau điều trị tâm hỗ trợ chúng ta biết được là có tình trạng BCA hay non BCA, cái mức độ còn bướm sau tâm hỗ trợ nó là một yếu tố rất tin cậy về mặt giải phẫu bệnh để chúng ta tiên lượng được cái kết cục, ví dụ như trong ung thư vú nè, ung thư phổi không tế bào nhỏ nè, cho nên các cái loại này đang có xu hướng là chuyển sang điều trị tâm hỗ trợ để chúng ta có được cái thông tin của giải phẫu bệnh sau điều trị tâm hỗ trợ để lấy cái đó làm tiên lượng để quyết định điều trị sau đó. Cuối cùng một cái em nghĩ cái này nó mới hơn á, các chị dùng mà sẽ tiết lộ là cái CTD này thực ra nó cũng đã bắt đầu ứng dụng trong một số cái loại ung thư, thí dụ ung thư đại trực tràng, ung thư phổi chẳng hạn, sinh tiết lỏng sau điều trị, sinh tiết lỏng CTD này thì dương tính hay âm tính sau điều trị nó tiên lượng được khá tốt. Cuối cùng chắc chắn là nó cũng không thể nào mà không cần có cái kinh nghiệm lâm sàng rồi, tại đâu phải cái tình huống nào nó cũng có trong cái bản tiên lượng này đâu. Như vậy thì người ta đặt vấn đề là gì, trí tuệ nhân tạo nó thể combine hết những cái này hay không, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Về kết luận thì nói chung bệnh án là một cái thành phần quan trọng trong cái quá trình thực hành ung thư nói chung. Thì về nhân viên y tế có những một số điểm lưu ý là, thì nãy như nó nói nó có một số rất là lợi ích về khoa học nè, về mặt pháp lý và về mặt thẩm mỹ nói chung. Về quan điểm hiện tại thực hành y khoa vẫn là cái quan điểm chúng ta đang thực hành, đây là y học theo chứng cứ. Nhưng mà có vẻ nó bắt đầu, nếu mà chúng ta trong ung thư thì chúng ta thấy là chúng ta thể hiểu rõ được cái này, cái quan điểm y học chính xác á, thực ra nó bắt đầu và nó chiếm ưu thế trong cái chuyên ngành ung thư của chúng ta rồi. Và cái cuối cùng nãy nghe có nói là thực hành á, chúng ta dựa trên người bệnh làm trung tâm á. Rồi, không biết các anh chị có còn hỏi gì không? Làm bài này kỳ công quá mà ông ạ, mấy tháng trời đó suy nghĩ dữ lắm mới ra được những cái yếu tố mà để mà chia sẻ với lại các bạn học viên sau đại học. Thì các anh chị có thắc mắc gì không, có trao đổi gì không? Thì đây là nói chung cái này áp dụng được hết khi là các anh chị làm bệnh án trên giấy tờ hành chánh hay là làm một cái tóm tắt bệnh án để mà chuyển bệnh hay cái gì cũng vậy hết á, thì đều nó ít nhất là nó cũng có những cái yếu tố trước như thế này. Thì trong khi các anh chị mà chuẩn bị đặt câu hỏi hoặc là có tham luận đó, thì tôi cũng nhắc lại là cho cái bài của cô, thì trở lại với lại cái bệnh án mà các anh chị sẽ thi nhá, sẽ bốc thăm đó. Bốc thăm là bốc thăm thoải mái nha, tùy khoa người ta giới thiệu những bệnh nhân nào có thể đưa cho chúng ta làm bệnh án để